À, bây giờ thử thó mọi người, thử xem mực nước được như nào đây. Mực nước được chừng này đây các bạn ạ, 2, 4, 6, khoảng 80 phân nước đấy mọi người, 80 phân đấy. Dạ tâm 80 phân nước đấy mọi người. Ê, để ngang ngay chừng này đây. Entonces, ¿así comienza de ontem, né? Sim. Começa de ontem, mas e de manhã vem já água já muito? Sim, já quanto cento? Já. Assim? Não. Assim. Assim? Ah, ok. 60 centímetros. Ah, então a água já aparece muito. Ah, ei. Tá, agora aparece, sai mesmo aí, tá vendo? Tá saindo mesmo já. Muito bom. Ok, hello Jacoban. Ok, hello Jacoban, Mr. Vitori. Ok, hello Jacoban, Mr. No Matiloi. Tudo bom, vou falar Jacoban, hein? Jacoban. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thế Giới Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Ngày hôm nay người dân bản Chikulo đang tiến hành đào giếng mọi người, mà nước mạch ra mạnh lắm. Sai mesmo rápido. Thấy nước. Agora enxada. Enxada. Anda, deixa acabar lá um pouco, yeah, mano. Dá na enxada. Ok. Mati, vai conseguir? Acaba? É, vou conseguir. Vou conseguir. Aí. Toma balde. Toma balde. Pega. No, 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 ese es rizo, ¿ya? No tengo aquel tipo, sada pica, ¿pica qué? A picarreta, ¿no? No tengo. No, así, de bagazo, amaña parece, voy a arranjar mismo. Nước chảy ra nhiều lắm mọi người ạ. Mà bây giờ đá kiểu đá tổ ống ấy, đá tổ ống rất cứng. Tá bem limpo, né? Tá bem rijo. Ah, rijo. Ah, ok. Esse tem aquele có cuộc chín thì đẹp mọi người, mình cũng biết. Esse é duro. Ah, esse é esse lado. Esse é um lado. Ah, ok. Então aonde aquele fica calma, né? Tipo muito tem que lutar, mas fica um pouco lado. Então espera fica. Fica lá. Aquele lado que tá mole aqui. Esse que vai ficar lá. Abaixa só. Abaixa só. Bây giờ phải có cuộc chiến mọi người ở dưới này đá kiểu đá tổ ống ấy nên là cứng. Thì mình bảo là chỗ nào mềm hơn thì đào trước ấy. Còn chỗ bên chỗ có phía bên có đá tổ ống thì chờ đợi đấy là khả năng ngày mai mình sẽ đưa cuộc chiến ra. Nước ra nhanh là vừa mới múc hết mà bây giờ đã ra nhiều lắm đấy. Các bạn em mới múc rápido. Chắc thì ra cả ba gora về gia đình nộp mà. Đôi mét rồi mẹ nè. Đôi mét rồi mẹ. Đôi mét rồi. Đôi mét rồi, đôi mét rồi mẹ. Khoảng tầm mấy, khoảng 2 mét, 2 mét mấy thôi mọi người. Mà nước này chảy nhiều lắm đấy. Já, esse é mesmo nosso, faz muito tempo, tá bom? Sim, sim. Tá bom. Depois arranja bloco, vamos meter aí, construir um pouco assim. Não precisa tampa. Sou criança, cuidado de criança, entra lá. Assim criança cai. Mas quando construir assim, não tá problema. Lá Vietnam também, quando cava, onde terra não dura, meter aquele betão dentro. Mas aonde terra mesmo pedra muito, então não precisa. Ele deixou construir aí em cima, até aqui, altura assim. Depois fazer uma coisa, puxa. Aquele tipo roda. Roda, é rodana. Rodana, você puxa. Puxa, assim a água sobe. É nóis, mọi người là ở nhà mình thì ngày xưa nông thôn là giếng mà đất yếu á thì là bỏ ống giếng vào
Còn chỗ nào mà đất đá thì là không cần. Chỉ cần là xây lên tầm chừng này, bắt đầu là bỏ rong róc kéo mọi người. Ê, rác bị đủ. Bà. Lấy cái xẻng, cái xẻng. Mà tí lôi đôi pega nụ cô dù, Brita, bà tê... Passarinho? Passarinho. Yeah. Meter na fisga. Alguma criança vai buscar lenha de cozinha? Vai buscar lenha? Mãe em bé đi lấy nhành cây, cây khô để về lấy củi về để nấu cơm. Con người lớn thì hỗ trợ đấy để đào giếng. Má quả ráp đủ chứ. Được nhánh là mọi người ạ. Bây giờ mình múc hết mà bây giờ đã là lấp sấp rồi. Cút xa. Ô mẹ lớn đi tí ra ra água mais. À, cút xa ra. À, cút xa ra água. Essa aqui pequeno. Cansado de outro vai mudar. Dá acabo com trocar lá, eu. Mestre, dá acabo com trocar lá. Vai. Puxa, troca esses aqui. E dentro boi. Deixa de mudar. Já. Nước mới đào khoảng tầm hơn 2 mét mà nước là đầy rất là nhanh. Để sao push up rồi? Em try no. Đấy thì người dân của cầu đầu hệ trên rồi là đã một số thì thu hoạch khoai tây, số còn lại thì của cầu đầu hệ trên mọi người. Sạch rồi. Đấy, hy vọng là cho thật nhiều sản lượng để mà người dân có thêm sức ăn toàn bộ khu vực này. Thịt là đang kia luôn mà. Ngày xưa là toàn cỏ thôi. Ngày trước mình tới đấy chỉ có toàn cỏ, cột cỏ à. Như nhà cỏ lá cứng ấy. Ở quê mình gọi là cỏ lét. Esse lado aqui se cala mais muito. Nếu mà tirar aqui vai ser pouco fácil. Mình đã lúc vào começar a partir. Mỗi bản là nên đào một hoặc hai cái giếng để mà phục vụ cho nấu ăn hàng ngày. Và thì là thứ nhất, thứ hai là có thể là tưới tiêu nè mọi người. Tưới tiêu diện tích nhỏ á. Có thể là vườn rau này tăng giá sản xuất đi vườn rau để mà có thể là thức ăn cho người dân á. Dạ. Vale. Não sei esse fundado coisa pedra, tá muito ou não?
Não, não tá. Não, né? Depois vai passar. Depois vai passar. Ah, sim. Cái tương đá này chắc là cũng dai lắm. Hỏi bà trưởng bản, bà trưởng bản bảo là cái tương đá này vừa đến một lúc nữa thì sẽ quá. Bắt thì mấy cái nó có rồi. Não, bate lá embaixo, aí, aqui. Sim. De lado. Para você acertar. Exato. Muita água. Água é rápido. É muito mesmo. É muita, né? Água é muita, né? Dinheiro é muito. Lá no Vietnã, cava mesmo cachimba, pode ir de 18 até 30 metros no fundo. Fazer tipo tanque mesmo. Aquele cachimba pode regar mesmo no fazenda no que, café. Mesmo fazenda, mesmo café. 30 metros? Lá, ele faz aí pequeno, mas lá embaixo é grande. Tipo mesmo, guarda muita água dele. Sabe uma... Fazenda de café é grande, mas de regar tudo aí. Mình còn nói là bên Tây Nguyên của Việt Nam mình là những cái giếng có thể tầm 30 mét có hoặc hơn. Mình thì cũng rõ nằm rõ lắm nhé. Ngày xưa nghe ông anh bảo là có mười mấy, ba chục mét là chuyện bình thường để mà lấy nước để mà tưới cái cà phê đó mọi người. Não, deixa eu puxar. Não, espera aí depois. Ou vai levar esse? Esse. Ah, esse. Hoje é pouco pessoa. Você não vai levar na panela aí, nessa panela? Não, nas panelas. O Zé, o Dó, o Binivan. Ah, Matilão e Vitória, parece nós. Agora vou passar Capingala, passar no Caíti. Depois, a tarde vou voltar aqui. Vou ver a água tá cheia ou não. Né? Não esperar aqui, até lá espera almoço. Sim. Espera no almoço conduto. Ocho. Tôi tôi cũng phải đi. Dạ, bây giờ mình nói về em Victory cùng nhé, Matilo. Bây giờ người dân ở bản Chikulo tiếp tục đào đi. Thì chúng mình sẽ phải chúng mình phải qua bản Capingala và bản Caiti để đưa thức ăn cho mọi người đang làm việc ở mỗi cánh đồng đấy. Ở Caiti thì cũng đang làm việc, mà ở Capingala thì người dân cũng đang làm việc đấy mọi người, nên là sớm muộn đấy. Chiều chúng mình sẽ quay lại về đấy tiếp tục xem cái công tác đào giếng của bản Chikulo nó sẽ như thế nào. Mà hiện tại bây giờ thấy nước rất là nhiều luôn. Água muito. Tem muita água. Sim. Opa, tá bom. Tá bom trabalhar, já? Muito obrigado. Forte, já? Tá bem, tá bem. Oi, mano. Oh, já, pai. Muito obrigado. Ok, anda te marca, anda te marca, tá bom. Ei, a foto aí, a tarde tem que 5 metros. Chào các bạn nhá, đây hẹn gặp các bạn vào buổi chiều nhá. Ê, vamos já. Sim. Bây giờ sẽ phải di chuyển đấy mọi người, thời gian thì cũng có hạn, một ngày thì cũng 24 tiếng đồng hồ thôi. Mà nhiều 8 tiếng bắt ngay, buổi ngay nên là vừa mới đi vào bản Chinene xong thì mình tranh thủ qua bản Chikulo. Thì bây giờ là sẽ tiến đường qua bản Capingala rồi, sau đó sẽ ra bản Caiti. Mỗi ngày làm việc của chúng mình là nó giống như một cái vòng tuần hoàn vậy, cứ lặp đi lặp lại như vậy thôi mọi người. Thế hẹn gặp lại các bạn vào buổi chiều ở bản Chikulo để xem cái giếng nó sẽ như thế nào nhé các bạn. Bây giờ mấy anh em mình trở lại cái giếng lúc sáng đang đào dở đó. Mình hiện tại bây giờ là người dân đã về rồi. Água boa agora. Muita água. Matilo vai procurar uma lenha comprida, né? Vamos experimentar até quanto metro água tem. Parece que chega metro, né? Sim. Chega, né? Sim. Thì cũng là có đôi hạt mưa đây. Người dân chắc người dân về rồi, người dân về trước rồi. Thì cũng buồn đấy mà. Người dân về trước rồi. Bây giờ chúng mình thử xem cái độ sâu của cái mực nước được bao nhiêu rồi. Bây giờ thử thó mọi người, thử xem mực nước được như nào rồi. Mực nước được chừng này đây các bạn ạ. 2, 4, 6,
khoảng 80 phân nữa với mọi người. 80 phân á. Dạ tâm. 80 phân nữa rồi mọi người. Ây, để ngang ngay chừng này đây. Tâm 3 mét nước chứ mấy, 3 mét chứ mấy chứ được 3 mét. Esse parece aí não passa aquele pedra. Ainda não passa. Depois cansar do lutar com pedra, depois. Assim. Mas esperar de careta. Có một chiếc tưng đá tổ ong nên là người dân chắc là đau mệt nên là về về. Thì ngày mai thì mình mua thêm mấy cuộc chín nữa để ra cho người dân tiếp tục đau xấu xuống nữa. Thì về lâu về dài thì phải xây lên đằng trên này nữa mọi người. Xây lên thanh lên cáo để là làm cái rồng rộng để cho người dân lấy nước. Thứ nhất là nước để sinh hoạt nấu ăn hàng ngày ở bản ở nông trại. Còn lại là có thể là tự rau. Nội dung video mày ngày hôm nay mình xin kết thúc tại đây. Các bạn thấy nghĩa thì cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh Thể Nhân Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Chào các bạn. Chào các bạn. Yeah.